Mến chào anh chị em nghe nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em con chàng tên, có tên gọi là con chàng tên, với có tên gọi khác nữa là con chèo bẻo đuôi cờ. Mời mọi người cùng trải nghiệm thốt rất là hay nha. Đó, nó có 2 cái lông xeo dài lắm, con này nó chưa ra gì vậy.